Chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm tin bóng đá trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng, quân bài tẩy của thầy Park và bàn thắng sau 10 năm tại SEA Games. Báo Trung Quốc bày tỏ nỗi kinh ngạc về sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam. Việt Nam xếp trên Thái Lan 19 bậc FIFA, điểm gỡ cho ông Nishino. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Nguyễn Trọng Hoàng, quân bài tẩy của thầy Park và bàn thắng sau 10 năm tại SEA Games. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã trở thành một trong những quân bài tẩy đầy quyền năng của huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games lần này. Thưa quý vị và các bạn, cùng với Hùng Dũng thì Nguyễn Trọng Hoàng là cầu thủ trên tuổi của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30 lần này. Lý giải về việc chọn hai cái tên này thì huấn luyện viên Park Hang-seo trước đó đã cho biết, trừ vị trí thủ môn, chúng tôi chỉ có 18 cầu thủ trong khi số trận rất nhiều, nên tiêu chí cầu thủ được chọn phải thi đấu ít nhất được hai vị trí. Tôi chọn hai cầu thủ này vì sự đa năng của họ. Quả thật là trong hai trận đấu vừa qua thì Hùng Dũng và Hoàng Bò được cho thấy sự đa năng toàn diện của mình. Bắt nguồn từ AFF Cup 2018 khi Vũ Văn Thanh không thể có mặt với hai kép phụ, tiền vệ Trọng Hoàng đã phải hy sinh ở vị trí hậu vệ bên phải. Sau những hoài nghi thì cựu cầu thủ của Bình Dương đã để lại nhiều dấu ấn. Sang Asian Cup 2019, anh tiếp tục thi đấu nổi bật với khả năng lên công, về thủ nhịp nhàng và là một mắt xích quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý nhất đó là pha kiến tạo giúp cho Công Phượng ghi bàn vào lưới Jordan tại vòng 16 đội. Và giờ đây sau những trận đấu tròn vai tại vòng loại World Cup 2022, Trọng Hoàng trở lại thành một quân bài tẩy trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo ở đấu trường SEA Games này. Ở trận đấu vừa qua, với nhiệm vụ khác nhau ở hai vị trí tiền đạo cánh ở trận Brunei và hậu vệ cánh trận Lào ngày hôm qua, cầu thủ đang thuộc biên chế của Viettel đã chứng tỏ được giá trị của mình. Anh được thầy Park đưa vào sân trong hiệp 2 với thể lực dồi dào và những pha đi bóng xẻ nách cực kỳ khó chịu. Số 8 chính là mũi giáp công lợi hại của thầy Park. Nhìn cách anh đi bóng, bứt tốc và kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, có thể thấy là huấn luyện viên Park Hang-seo đã khai thác đúng vào điểm mạnh của cầu thủ 30 tuổi này. Gần nhất ở trận đấu với U22 Lào, Trọng Hoàng đã góp một bàn thắng, một pha kiến tạo để cho Tiến Linh ghi bàn chỉ trong hơn 45 phút có mặt trên sân. Chưa kể bàn thắng đó cũng đánh dấu cột mốc anh ghi bàn tại SEA Games sau đúng 10 năm. Còn nhớ là vào năm 2009, anh đã ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Việt Nam trước Malaysia ở vòng bảng. Như vậy, với Trọng Hoàng thì vị thuyền trưởng 61 tuổi sẽ có những nước cờ tấn công hiệu quả ở khoảng thời gian cuối trận đấu khi các cầu thủ phòng ngự của đối phương đã thấm mệt. Với những thành quả đã đạt được, Hoàng Bò chứng tỏ là anh rất xứng đáng được người thầy của mình trao gửi niềm tin. Báo Trung Quốc lại bày tỏ nỗi kinh ngạc về sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam. Bài báo của Trung Quốc mới đây có tới 2 lần dùng tới cụm từ đáng kinh ngạc để nói về những thành công liên tiếp của đội tuyển quốc gia và đội U22 Việt Nam. Như quý vị và các bạn đã biết, trong thời gian gần đây, truyền thông Trung Quốc liên tục dành những bài viết để nói về thành công của bóng đá Việt Nam. Tối ngày hôm qua, tờ Sina của Trung Quốc đã có bài viết với nhan đề "Bóng đá Việt Nam cất cánh, họ lập thứ hạng tốt nhất trong 15 năm và còn giành chiến thắng liên tiếp với các tỷ số 6-0 và 6-1 ở đội U22. Tờ này viết, vào ngày 28 tháng 11 thì bóng đá Việt Nam lại đón nhận một tin vui lớn, đó là trên bảng xếp hạng FIFA, họ đã đạt tới cột mốc hạng 94, đó là thứ hạng tốt nhất của họ trong suốt 15 năm qua. Đồng thời, tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á đang diễn ra thì đội U22 của họ giành hai chiến thắng liên tiếp với các tỷ số rất đậm, đó là 6-0 và 6-1. Thật đáng kinh ngạc, bóng đá Việt Nam thực sự đang trỗi dậy rất mạnh mẽ. Bóng đá Việt Nam từng đạt thứ hạng 84 FIFA từ hơn 20 năm trước, tức là năm 1998. Đó là thứ hạng lịch sử của họ, tuy nhiên thì họ đã tụt dốc sau cột mốc đó. Thậm chí là Việt Nam đã tụt xuống hạng 172 FIFA vào năm 2006. Thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đang cho thấy sự trỗi dậy dựa vào nền tảng đào tạo trẻ. Sau nhiều năm thăng trầm thì bóng đá Việt Nam gặt hái được thành quả. Năm 2016, họ vẫn còn đứng hạng 146 FIFA, nhưng cho đến năm 2017, họ leo lên hạng 112 và đến năm 2018, họ lọt vào top 100 thế giới. Năm nay, bóng đá của họ tiếp tục cho thấy sự ổn định và leo đến hạng 94 thế giới, thành tích tốt nhất của họ trong 15 năm qua. Có thể khẳng định rằng Việt Nam không còn là một đội bóng yếu ở châu Á,
mà là một đội bóng mạnh mà bất kỳ đối thủ nào không được phép xem thường. Các bạn biết đấy, bảng xếp hạng FIFA là chỉ số phản ánh sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam. Dự kiến họ còn tiếp tục thăng hạng, bây giờ Việt Nam còn khiến cho cả UAE, đội bóng từng được đánh giá cao ở châu lục, và Việt Nam có khả năng trở thành đối thủ nặng ký của đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Sức mạnh của bóng đá Việt Nam cũng đang được thể hiện bằng thành tích của họ ở đội U22. Tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay, Việt Nam giành 2 chiến thắng ấn tượng liên tiếp với các tỷ số 6-0 và 6-1 trước Brunei và Lào. Điều này thực sự là đáng kinh ngạc. Ở đấu trường Đông Nam Á thì Việt Nam hiện đang là thế lực số 1, và ngay cả Thái Lan, đội bóng vốn là bá chủ cũng dần trở nên yếu hơn so với họ. Với đội tuyển quốc gia, họ đang mong chờ lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup dành cho 12 đội tuyển xuất sắc nhất. Hiện họ đã có được 3 chiến thắng, 2 trận hòa với 11 điểm, chiếm lĩnh vị trí đầu bảng ở bảng G, vốn được coi là bảng tử thần, vượt qua cả Thái Lan lẫn UAE, Malaysia. Đó thực sự là một bước tiến lịch sử của bóng đá Việt Nam. Trong những năm gần đây, bóng đá Việt Nam ngày càng trở nên ổn định và tiến bộ nhanh hơn. Bất kỳ một quốc gia nào khác ở châu Á cũng đều nhận ra điều đó. Từ một góc nhìn nào đó thì đội tuyển quốc gia Trung Quốc cần phải học hỏi tinh thần và những chiến lược phát triển bóng đá của họ. Việt Nam từng bị coi là kẻ lót đường khi bước ra sân chơi châu Á, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Không quá ngạc nhiên khi họ có thể cạnh tranh danh hiệu ở đấu trường này dù trước bất kỳ đối thủ nào. Việt Nam xếp trên Thái Lan 19 bậc FIFA, điểm gỡ của Nishino. Chiều qua 28 tháng 11, FIFA chính thức công bố thứ hạng các đội tuyển quốc gia. Theo đó, ở bảng xếp hạng thế giới tháng 11, đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc lên đứng vị trí 94, xếp trên đại kình địch Thái Lan 19 bậc. Thành tích có được nhờ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển UAE cùng trận hòa không đều trước Thái Lan tại bảng G thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Với trận đấu này, chiến binh sao vàng tích lũy thêm 13 điểm thưởng để có tổng cộng 1.258 điểm, vươn 3 bậc từ hạng 97 lên xếp hạng 94 thế giới. Theo thống kê chính thức từ FIFA, 94 cũng là thứ hạng cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam dưới triều đại huấn luyện viên Park Hang-seo sau lần chạm nóc hạng 84 thế giới vào tháng 5 năm 1998. Cùng tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022, nhưng Thái Lan bị trừ 15 điểm do để thua ngược tuyển Malaysia 1-2, khiến thầy trò huấn luyện viên Nishino tụt 4 bậc xuống hạng 113 thế giới. Trong khu vực Đông Nam Á, tuyển Myanmar tăng 11 bậc từ hạng 147 thế giới lên đứng vị trí 136 thế giới. Trong khi đó, Malaysia cũng tăng 4 bậc lên hạng 154 nhờ các chiến thắng trước tuyển Thái Lan và Indonesia. Ở bảng xếp hạng của nữ, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chính thức vượt mặt Argentina lên xếp hạng 35 thế giới, đứng thứ 6 khu vực châu Á sau các đội tuyển Úc, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và xếp trên Thái Lan. Sau trận thua Indonesia, truyền thông xứ Chùa Vàng chỉ ra rằng Thái Lan chưa bao giờ đạt được huy chương vàng tại các kỳ SEA Games. Martin Chon, tờ báo Thái Lan cho biết, thống kê mỗi khi Thái Lan thua trận đầu tiên tại SEA Games, họ chưa từng trở thành nhà vô địch. Lần gần nhất, Thái Lan không giành chiến thắng trận ra quân tại SEA Games năm 2011, vào chiến nhận kết quả thua 1-2 trước Malaysia, thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng. 8 năm sau, thầy trò huấn luyện viên Nishino bất ngờ nhận thất bại cay đắng 0-2 trước U22 Indonesia vào hôm 26 tháng 11 trên sân Riyadh Memorial tại Philippines. Ở chiều ngược lại, trong 16 lần từng lên ngôi tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Thái Lan không lần nào phải nhận thất bại ở trận ra quân. Sau màn dạo đầu gây thất vọng, U22 Thái Lan kịp bừng tỉnh sau chiến thắng hủy diệt U22 Brunei với tỷ số 7-0. Cùng thời điểm, thầy trò ông Park cũng có chiến thắng thứ 2 hạ U22 Lào 6-1, tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng B SEA Games 30 với 6 điểm. Kết thúc giải vô địch châu Á 2019, bán cung Việt Nam chính thức có thêm hai cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ đoạt suất tham dự Thế vận hội năm sau tại Nhật Bản. Tham dự vòng loại liên khu vực cùng một giây cá nhân, Phi Vũ và Chu Đức Anh cùng xuất sắc lọt vào trận chung kết và Phi Vũ vượt qua người đồng đội với tỷ số 7-1. Riêng ở nội dung cá nhân nữ, Ánh Nguyệt thắng Lộc Thị Đào 6-4 vào bán kết và thất bại trước hạt giống số 1 Kumari Deepika. Tuy nhiên, sau đó Ánh Nguyệt đánh bại đối thủ ở trận tranh hạng 3 đoạt vé đến Tokyo 2020 bởi theo quy định, 3 vận động viên có thứ hạng cao nhất thuộc 3 quốc tịch khác nhau đoạt vé trực tiếp đến Olympic.
Trước đó, ở nội dung cung 3 giây, cung thủ Dương Văn Đầy xuất sắc đoạt ngôi Á quân châu Á sau khi anh đạt điểm số ít hơn vận động viên giành chức vô địch Choi Hong Hee đúng 4 điểm. Do cung 3 giây không có trong chương trình thi đấu Olympic nên Văn Đầy không thể góp mặt cùng đoàn thể thao Việt Nam vào năm sau. Đây cũng là lần đầu tiên bắn cung Việt Nam đoạt vé tham dự đấu trường Olympic. Trước Ánh Nguyệt và Phi Vũ, Việt Nam có Kình Ngư Huy Hoàng, vận động viên thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng đoạt suất dự tranh Thế vận hội 2020. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.